Việt Nam cũng từng có tượng nữ thần tự do giống Mỹ, nằm ở vị trí không ai ngờ, có tên gọi rất lạ. Nói đến tượng nữ thần tự do là nói đến biểu tượng của thành phố New York nói riêng, nước Mỹ nói chung. Tuy nhiên, ít ai biết, Việt Nam cũng từng có tượng nữ thần tự do. Ngày 28 tháng 10 năm 1886, tượng nữ thần tự do tại Mỹ được khánh thành và được xem là món quà nhân dân Pháp gửi tặng nước Mỹ. Bức tượng do nhà điêu khắc Frederic Augustin Bartholdi thiết kế. Một năm sau, vào năm 1887, cũng chính Frederic Augustin Bartholdi đã gửi một phiên bản bằng 1/16 tượng nữ thần tự do ở Mỹ cho triển lãm kỹ nghệ Hà Nội do Thống sứ Bắc Kỳ bảo trợ. Hội chợ kết thúc, tượng được tặng lại luôn cho thành phố Hà Nội. Đúng dịp khánh thành nhà Bắc Kỳ tương tế ở phố Mã Mây, tượng được đưa đến đặt tại nơi đây. Nhưng số phận bức tượng nữ thần tự do này khá lênh đênh, bởi sau đó lại được đưa ra vườn hoa Bốn Tòa, nay là vườn hoa Lý Thái Tổ. Nó cũng chính là bức tượng đầu tiên được đặt ở nơi công cộng. Đến năm 1890, chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương thay thế tượng nữ thần tự do bằng một bức tượng Balbus, viên cai trị đầu tiên tại Đông Dương. Tượng Balbus rất to, đang tạo dáng xòe tay che chở cho một cậu bé còi cọc, mang hàm ý An Nam nằm dưới sự bảo hộ của Pháp. Tượng nữ thần tự do lại được rời đặt lên nóc tháp rùa, quay mặt về vườn hoa Balbus, lưng quay về nhà thờ lớn. Suốt từ năm 1891 đến năm 1896, tượng nằm yên vị ở đây. Một điều đặc biệt nữa là bức tượng nữ thần tự do khi về đến Việt Nam được gọi với cái tên rất đặc biệt là Bà Đầm Xòe, lý do vì bức tượng mặc váy. Vào tháng 7 năm 45, sau khi Nhật đảo chính Pháp, chính phủ Trần Trọng Kim được quân Nhật dựng lên. Ở Hà Nội, cụ Trần Văn Lai được bổ nhiệm làm thị trưởng. Là một người yêu nước, cụ Lai đã cho đổi hầu hết các con phố Hà Nội từ tên Pháp sang tên các danh nhân Việt. Cụ cũng ký quyết định cho giật đổ nhiều tượng đài tàn tích của thực dân Pháp, trong đó có tượng Bà Đầm Xòe ở vườn hoa cửa Nam. Năm 1952, dân làng Ngũ Xã, làng nghề đúc đồng nổi tiếng ở Hà Nội, xin mua lại tượng để lấy đồng đúc tượng Phật. Pho tượng Phật sau khi đúc cao 3,95m, nặng hơn 12 tấn là tượng A Di Đà bằng đồng đầu tiên của Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 24 giờ online, đồng hành cùng kênh để cập nhật và khám phá những câu chuyện kỳ thú.